Sáng ngày 3 tháng 4, VFF chính thức xác nhận ký kết hợp đồng thành công với thầy Park. Hợp đồng trong mơ, toàn dân đồng lòng ủng hộ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin sáng ngày 3 tháng 4 năm 2024 của chúng tôi, để chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của bóng đá Việt Nam. Chủ đề VFF chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo trong những ngày qua đã tiêu tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Trong những diễn biến mới đây, tờ báo nổi tiếng 320 của Hàn Quốc, Korea, Yongja Daily vừa mới bất ngờ đưa ra thông tin về thương vụ hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tờ Korea Jongan Daily của Hàn Quốc đưa tin cho biết, sáng nay ngày 3 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đàm phán thành công ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội. Theo thông tin từ nội bộ VFF, sáng 3 tháng 4 cho biết, hợp đồng của hai bên sẽ có thời hạn 2 năm. Như đề xuất ban đầu của VFF đã trao đổi với truyền thông, một quan chức của VFF trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng với ông Park Hang-seo cho biết mọi công việc đàm phán đã diễn ra hoàn tất. Ông nói huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF sẽ ký hợp đồng trong thời hạn 2 năm. Người hâm mộ lúc này yên tâm rằng trong 2 năm tới, bóng đá Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Quá trình đàm phán diễn ra phức tạp kéo dài, nhưng đến lúc này chúng tôi thực sự yên tâm vì nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian 2 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo có một số nhiệm vụ là cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2026, dự AFF Cup 2024. Mục tiêu cao nhất được lãnh đạo VFF đề cập đến là chức vô địch giải đấu quen thuộc AFF Cup. Khác với hợp đồng của các huấn luyện viên trước của đội tuyển Việt Nam, trong bản hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo, vị chiến lược gia 66 tuổi sẽ được VFF thưởng xứng đáng nếu hoàn thành được những điều khoản trong bản hợp đồng của mình. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định nếu hoàn thành được những mục tiêu mà VFF đề ra thì ông Park Hang-seo sẽ được thưởng tương đương với những tháng lương mà ông nhận được từ VFF. Điều này được đánh giá là động lực để vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò phải phấn đấu trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đây được đánh giá là những nhiệm vụ lớn với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình trước ngày nhận chức, huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng, khẳng định sẽ cùng các học trò giành được những thành công và hoàn thành bản hợp đồng đã ký với VFF. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, thời gian ký hợp đồng kéo dài 2 năm, chúng ta còn chưa bắt đầu. Tôi chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết mình để kết thúc nhiệm kỳ thành công. Tôi hoàn toàn tự tin có thể kết thúc hợp đồng một cách trọn vẹn. Tôi muốn có lối chơi nhanh, ngắn. Đó là lối chơi đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của bóng đá châu Á. Chúng tôi cho rằng những gì đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam là rất trân trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là lựa chọn thích hợp với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, thay cho ông phù thủy trắng Philippe Troussier trong 5 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam kể từ khi đồng hành cùng bóng đá Việt Nam năm 2017. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã tạo ra nhiều dấu ấn mạnh mẽ với những cột mốc lịch sử, gần nhất là đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại World Cup 2022 khu châu Á. Thành tích được VFF đánh giá là đi vào lịch sử như một chiến công vang dội, khẳng định bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam trên đấu trường thế giới. Bản hợp đồng ký kết lần này được sự thống nhất cao về ý chí, về quan điểm, về mục tiêu phát triển VFF, và huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá sẽ mở ra điều kiện thuận lợi nhằm tiếp nối những định hướng đúng đắn với kế hoạch của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho huấn luyện viên Park Hang-seo tập trung công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam, VFF cũng sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức thành phần ban huấn luyện của đội tuyển U23 quốc gia. Trước đó, VFF cũng đề cập đến mong muốn ký hợp đồng 2 năm với thầy Park với mức lương sau thuế của ông Park là khoảng dưới 80.000 đô la Mỹ một tháng. Theo thông tin từ báo chí xứ sở Kim Chi, từ trước khi VFF đàm phán ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, đã có nhiều doanh nghiệp từ Việt Nam làm việc với VFF để sẵn sàng trả lương cho Park thay cho VFF đến thời điểm này. VFF đã ký thỏa thuận với một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, đơn vị này sẽ hỗ trợ VFF trả lương cho ông Park Hang-seo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, AFF Cup 2024 là một trong những mặt trận quan trọng nhất mà VFF hướng đến khi ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Chính vì vậy, trong trường hợp không đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, ông Park có thể đối diện với nguy cơ thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Dù VFF không xác nhận điều này do vấn đề bảo mật thông tin, nhưng soi chiếu lại những trường hợp trước đây, quy định này cũng đã khá phổ biến. Nó cho phép VFF không phải đền bù số tiền lớn do đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Báo chí Pháp, báo chí Hàn Quốc và báo chí khu vực Đông Nam Á đã dành sự quan tâm đặc biệt đến quyết định ký kết hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Korea Yongan Daily của Hàn Quốc, tôi đã có 5 năm vui buồn, hạnh phúc, gian khổ cùng đội tuyển Việt Nam, cũng như cùng với người hâm mộ. Những ký ức đó đã mãi mãi trong tôi, còn đường phía trước không bằng phẳng. Nhưng số đội tham dự World Cup 2026 mở thêm thì đó là cơ hội cho bóng đá Việt Nam. Các công việc trước đây cho tôi những kinh nghiệm để vượt qua khó khăn. Nếu tôi ký bản hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thì có mang đến hữu ích hay không? Tôi có cần phải đổi mới không? Tôi sẽ xem xét nhiều yếu tố. Tôi vẫn còn nguyên khao khát cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam,
Trước thêm cuộc gặp VFF với ông Park Hang-seo đều khá lạc quan. Đôi bên có vẻ đều hướng đến việc ký kết hợp đồng. VFF sẽ lắng nghe các quan điểm của ông Park Hang-seo và đại diện về các vấn đề liên quan tới bóng đá Việt Nam. Đôi bên sẽ bàn bạc tìm tiếng nói chung trước khi đưa ra quyết định. Bên cạnh các vấn đề cụ thể của đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Park Hang-seo cũng sẽ trao đổi về chiến lược của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Trẻ hóa đội tuyển, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ là hai vấn đề được quan tâm. VFF cũng đang tìm kiếm một phiên dịch tiếng Hàn Quốc với hai yêu cầu, đó là khả năng giao tiếp lưu loát và đam mê am hiểu bóng đá. Đây có thể coi là tín hiệu ngầm về việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo đuổi huấn luyện viên Park Hang-seo. Thông tin được tờ báo này đưa ra nhiều khả năng trở thành sự thật, bởi đây là một trong những nguồn thông tin bóng đá uy tín bậc nhất tại Hàn Quốc. Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã nhận được khá nhiều đơn ứng cử ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Cùng điểm qua một số vài huấn luyện viên trưởng danh tiếng trong danh sách này. Theo một số nguồn thông tin, huấn luyện viên lừng danh người Italia Roberto Danidoni đã nộp đơn ứng cử ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Thời còn làm cầu thủ, Danidoni là huyền thoại bóng đá Italia khi 6 lần vô địch Serie A và 3 lần giành cúp C1 Champions League với AC Milan. Vị huấn luyện viên này từng dẫn dắt đội tuyển Italia tham dự Euro 2008. Sau đó ông dẫn dắt một câu lạc bộ của Italia là Napoli, Cagliari, Parma và Colonia. Năm 2019, ông sang Trung Quốc dẫn dắt câu lạc bộ Thẩm Quyến nhưng không thành công mà nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ này chỉ sau một thời gian, một mùa giải. Tiếp theo đó là huấn luyện viên Luis Mahe sinh năm 1972. Giống như huấn luyện viên trước, ông thầy người Tây Ban Nha không có thành tích nổi bật trên bảng ghế huấn luyện. Từng dẫn dắt các câu lạc bộ của châu Á như là Dragon Seas của Hàn Quốc, Max Alukbeka của Uzbekistan và Angumoko của Coes. Kể từ khi ông rời câu lạc bộ Meta năm 2002, ông vẫn chưa làm việc cho một đội bóng nào. Tài năng cũng như danh tính của Luis vẫn còn là bí ẩn. Đội trưởng Đỗ Hồng Dũng đã thốt lên: huấn luyện viên đến rồi đi, chỉ đội tuyển là còn mãi. Tiền vệ Đỗ Hồng Dũng đề cao giá trị của đội tuyển quốc gia và mong rằng người hâm mộ Việt Nam sẽ không mất niềm tin sau hai trận thua liên tiếp với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Sau trận thua Indonesia 0-3 trên sân vận động Mỹ Đình tối ngày 26 tháng 3, Việt Nam dậm chân ở vị trí thứ 3 trong bảng F của vòng loại World Cup 2026 và đã kém chính đối thủ 4 điểm. Cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 3 gần như là không còn, dù còn 2 trận lượt vào tháng 6 tới với Philippines và Iraq. Tại khu vực phỏng vấn hỗn hợp sau trận đấu, đội trưởng Đỗ Hồng Dũng cho biết toàn đội rất buồn và thất vọng với những kết quả gần đây. Anh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể đem lại niềm vui chiến thắng. Huấn luyện viên và các cầu thủ đến rồi đi, chỉ là đội tuyển thì còn mãi. Anh nói tôi hy vọng tương lai, dù thế nào đi nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tốt hơn. Khoảng 2 tiếng sau chia sẻ của Hồng Dũng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và ông Philippe Rousseau đồng thuận chấm dứt hợp đồng, vốn có thời hạn đến tháng 7 năm 2026. Đây là hệ quả tất yếu sau khi niềm tin dành cho huấn luyện viên Philippe Rousseau người Pháp chạm đáy, trong đó thất bại ở vòng loại thứ hai là giọt nước tràn ly. Trong khi Hồng Dũng trả lời phỏng vấn, một số cổ động viên đứng gần nơi đậu xe buýt đội tuyển đã liên tục hô vang sa thải huấn luyện viên Philippe Rousseau, sa thải ông Rousseau. Trước đó khi Yamaha Salata ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ hiệp 2, nhiều cổ động viên Việt Nam thậm chí đã ăn mừng rồi đồng thanh hô vang yêu cầu huấn luyện viên người Pháp từ chức. Hồng Dũng cho biết cả đội phải nhận những lời chỉ trích sau trận thua 0-1 ở trên sân Mukakno, nhưng người hâm mộ vẫn còn thương cầu thủ. Minh chứng là gần đây 28.000 khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ thay vì bỏ mặc các cầu thủ. Dù không đáp ứng được kỳ vọng, tiền vệ sinh năm 1993 khẳng định các cầu thủ luôn cố gắng hết sức, không bao giờ từ bỏ hay nản chí khi vào sân thi đấu. Nhưng chúng tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Hồng Dũng cho hay cầu thủ Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn khi các đối thủ càng ngày càng mạnh lên. Theo đội trưởng đội tuyển Việt Nam, cầu thủ ban huấn luyện đã không có sự chuẩn bị tốt và không đánh giá được đúng thực lực của đối thủ. Đó là mắc sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu hay những tình huống cố định. Những trận đấu kiểu này không được mắc sai lầm nhưng chúng ta đã mắc quá nhiều lỗi. Thành tích của đội tuyển Việt Nam đi xuống trái ngược lại hoàn toàn với sự phát triển của đội tuyển Indonesia, đặc biệt là sau khi được bổ sung nhiều cầu thủ mang dòng máu Lai. Hồng Dũng đánh giá đẳng cấp của đối thủ không vượt xa nhưng chắc chắn đã tốt lên. Trong đó các cầu thủ nhập tịch đã cho thấy bản lĩnh và sức vóc khác biệt. Chính vì vậy đội tuyển quốc gia và V-League cần phải thay đổi trong phương thức tập luyện và cách thi đấu để bắt kịp đối thủ. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.